Hello, xin chào tất cả các bạn. Chào mừng các bạn đã đến với Gally TV. Nói chung là trước khi kể cái câu chuyện đau thương ngày hôm nay thì đây, đây là cái view hiện tại tôi đang ngồi và nhìn nó rất là xanh luôn. Tên tên. Hello. Ok. Ok, bây giờ thì chúng ta hãy quên cái view đẹp đẹp này xong rồi bắt đầu vào câu chuyện đau thương ha. Mời các bạn lắng nghe câu chuyện Lâm Ly bi đát hơi tốn tiền của Gally ở Đức. Rồi, như các bạn cũng nhìn thấy dưới tiêu đề rồi á, thì cái tiêu đề video này là gà đã bị phạt 120 ở Đức như thế nào. Nhưng thật sự là không phải 120, thật sự chỉ là 60 thôi. Và thật sự nó cũng không phải là 60 mà nó chỉ là 30 thôi. Nói chung là thật hư câu chuyện như thế nào thì bây giờ đây gà sẽ kể cho các bạn nghe. Các bạn có biết cái dạng người á mà ví dụ như là mình làm đúng 100 lần thì không bao giờ gọi là được kiểm tra. Ví dụ như là hồi xưa các bạn đi học á, xong rồi các bạn làm bài tập 10 ngày thì cả 10 ngày đó không ai kiểm tra các bạn hết. Nhưng cho tới ngày thứ 11 khi các bạn không làm bài tập nữa thì bỗng nhiên sẽ có một người xuất hiện, cô giáo sẽ kiểm tra các bạn. Và ngày hôm đó kiểu như các bạn sẽ cảm thấy rất là chắc tôi chết quá, 10 ngày kia tôi có làm mà. Nhưng mà đó, thì cũng xem xem cái câu chuyện của gà. Ở đây gà không phải là đang kiểu gọi là biện minh gì đâu, tại vì cái này là gà sai thật. Gà thấy á, những cái nước châu Âu như thế này thì khi mà họ phạt một người á thì chắc chắn phải có lý do thì họ mới có thể phạt được. Nên là đây, đây là lý do tại sao gà bị phạt. Đây là chính là một cái vé tàu. Một cái vé tàu để đi từ Kashua đến cái vùng này là vùng Rolak. Đó, đấy, nói chung là từ trên chỗ gà ở tới nhà bạn gà thì một cái vé này sẽ có giá là 2.6€. Thì đó, nói chung là bình thường khi mà đi tàu, đi tram ở đây thì mình phải mua cái vé này. Thì tất cả những cái lần trước gà đi thì gà đều mua, tại gà biết gà là một đứa xui như thế nào. Nói chung là chỉ cần mình cố gắng lít lục một xíu thôi là mình sẽ bị phạt. Thì hôm đó nói chung là cũng mang khá là nhiều đồ xong này nọ. Thì các bạn biết là lúc mà mình lên cái tàu á thì cái chỗ mua vé là nó nằm ở trên, tức là đi tầm từ cái chỗ mà gà, cái cửa mà gà vô đi lên cái chỗ đó là tầm nhanh lắm. Thì thật ra cũng nếu mà đi thì đi tầm chưa tới một phút đâu là sẽ lên được cái chỗ mua vé. Lúc mà lên tàu rồi nha, lên tàu rồi mình mới mua. Nhưng mà lúc mà kiểu hôm đó mang nhiều đồ á, xong rồi mình ngồi xuống luôn, có nghĩa là mình thấy ghế đó xong mình ngồi xuống luôn. Xong rồi cái tàu nó chạy thì nó lắc. Thì lúc đó kiểu cũng lười, nghĩ là trời, mấy lần trước mua vé đâu có ai kiểm đâu. Thì bây giờ một hôm không mua vé xem như thế nào, có nghĩa là trốn vé tàu. Và đúng vào cái hôm đó thì có hai officers bằng một niềm tin nào đó họ đã xuất hiện, đi từ ngay cái chỗ mà cái cửa mà gà với bạn gà đang ngồi đúng không ạ, đi lên. Thì officer kiểu vé của hai bạn đâu, xong rồi có vé đâu mà đưa. Thì lúc đó cũng nha, thì dạ hôm nay là tụi cháu đã cúp vé, là không mua vé. Thì lúc đó gà mới hỏi một câu rất ngây thơ, vậy bây giờ tụi em đi mua vé được không? Thì hai officer kêu là bây giờ là too late rồi. Thì lúc đó là sẽ show passport rồi thẻ sinh viên đồ này nọ đó, là để người ta viết vé phạt. Và cái vé phạt thì nó trông nó như thế này, đây gà vẫn còn giữ luôn. Và trên hai cái vé phạt đó thì nó sẽ có hai cái mã số, và họ nói là gà với bạn gà sẽ có 2 tuần để chuyển vào cái tài khoản này 60 ơ mỗi người. Thì đó, thì lúc đó kiểu trời ơi mắc kinh khủng, tại vì các bạn biết không, cái vé này á, thì nó chỉ có 2.6€ thôi, có nghĩa là dù có mua 2 người thì nó cũng là 5.2€. Nhưng mà cái việc mà phạt 60 ơ một người, mà 60 ơ là như tôi cũng nhiều lắm á, là cũng phải tầm 1.5 triệu, 1.7 triệu cơ, thì nó tương đối là nhiều. Thì lúc đó kiểu xui quá, nói chung là hôm đó xui, mà 2 người là 120 ơ là quy ra cũng hơn 3 triệu đó mọi người. Thì đó, họ nói là có 2 tuần để chuyển cái số tiền đó vào trong cái tài khoản ngân hàng nhà nước hay sao đó. Thì thì tụi gà thì mới qua nên cũng chưa có cái thẻ ngân hàng, tức là cái thẻ mà kiểu thẻ ngân hàng mà để banking đồ này nọ, là không thể chuyển tiền được. Thì lúc đó tụi gà mới đi ra cái tòa nhà mà giống như tòa nhà kiểu nhà dân chính ở nhà gì đó, nói chung là một cái nhà gì đó để nộp phạt ở đó luôn. Lúc mà tới nộp phạt á thì gặp một chú officer khác, chú đó cực kỳ nice, chú đó kiểu ủa đây là lần đầu tiên của hai đứa mày hả? Xong kiểu dạ đúng rồi, thì lần đầu tiên. Xong chú mới kêu là no, cái này là không cần phải nộp số tiền nhiều đâu, bây giờ là thứ 6 rồi thì hãy về nhà, xong rồi tuần sau thứ 3 là gọi lại cho người ta, xong nói là kể cái câu chuyện là mày mới qua, xong đây là lần đầu tiên bla bla bla, thì người ta sẽ reduce cái lượng tiền phạt xuống. Thì á, nghe các bạn nghe, cũng đi về nhà, xong rồi chờ tới tuần sau, tại hôm đó thứ 6 rồi thì người ta không có làm việc nữa, xong chờ thứ 3 tuần sau, xong gọi điện, xong cũng nói là dạ đây là lần đầu tiên mà tụi con như vậy đó. Và họ đã reduce cái mức phạt từ 60 ơ mỗi người xuống còn 30 ơ mỗi người. Xong đó, gặp với bạn đã đi nộp phạt một cách rất là hạnh phúc.
Tại vì kiểu 60 ơn mà giảm được 60 ơn là rất là nhiều luôn á mọi người. Xong yes, kiểu lúc đó là kiểu đội ơn thần đất lắm luôn á. Đó là một câu chuyện mà Gà cảm thấy là nói chung là không có gì đáng tự hào nha. Gà nghĩ là sau khi up cái video này lên á thì cũng sẽ có một số bạn comment ở dưới là đó là tại vì người châu Á cứ trốn tàu như vậy á nên là kiểu mới bị kỳ thị đồ này nọ bla bla bla. Nhưng mà thật ra cái chuyện mà trốn vé tàu với lại là sinh viên á, thậm chí kể cả sinh viên mà da trắng đi thì vẫn có xảy ra đó mọi người. Nên là nó là một cái gì đó nó gọi là sao ta, kiểu hư hư nhưng mà hư không tới mức là hư cực kỳ á, là kiểu đó kiểu vậy đó. Nhưng mà thật sự là không nên, tại vì cái này cái gì nó họ cũng sẽ lưu lại hết, mấy cái này là kiểu record lại hết xong rồi sẽ có lưu trong hồ sơ đồ này nọ, thì mai mốt cái hình ảnh của mình cũng sẽ không có tốt. Nên là đó, chia sẻ câu chuyện vậy để là các bạn Gà rất là khuyên nếu các bạn có đi ở mấy cái chỗ giống như mấy cái nước này nè thì tốt nhất là cứ mua vé tàu đi, lúc nào cũng nên mua cái vé này. 2 ở 6, sau đó đi một cách vui vẻ hạnh phúc. Nếu mà có officer mà qua kiểm tra thì mình dơ vé cho người ta là ok rồi đó, để đỡ mất công. Thật ra thì đó vậy thôi, thì đó là một kỷ niệm mà Gà thấy là cũng vui. Và Gà nghĩ là bởi vì Gà đã bị phạt một lần nên là cái cuộc đời này Gà sẽ không bao giờ dám cướp vé tàu thêm một lần nào nữa. Tại vì cứ cảm giác là bây giờ mình mua 1000 lần nhưng chỉ cần một lần mình không mua thì y chang là cái lần đó mình sẽ bị kiểm tra. Mà mình bị kiểm tra thì trời nó phiền lắm luôn á mọi người, phải viết vé xong rồi phải chuyển khoản xong tiền phạt thì siêu nhiều nữa chứ. Tại cái lần đó là lần đầu tiên nên họ mới reduce cái lượng đó thôi, chứ nếu mà các bạn kiểu phạm luật 2-3 lần thì chắc Gà nghĩ là chẳng có ai reduce rồi, các bạn phải đóng 60 ơn người thiệt á. Là trời muốn phạt mình thêm nữa rõ ràng. Bây giờ là mấy cửa hàng này mở lại chứ? Supposed to be raw đúng không? Đây là món thịt heo tụi mình sẽ ăn. Tiếp theo qua bên kia ha. Hello. It's my Iman. Yeah. Ok. Ừ, hết luôn. Quá là wet. Trắng thì khổ rồi, giò không ngon rồi. Ngon, cái thằng ngon thì rất là khổ. Nhưng mà cái ngày mưa bão chúng tôi quyết định là sẽ đi nộp phạt đây. Đây chính là mấy con tàu mà khiến tụi mình bị phạt đây. Không phải tự tụi mình khiến tụi mình bị phạt nhưng mà trên những con tàu này. Ok, tới chỗ nộp phạt rồi. Và Gà hy vọng là đây sẽ là một câu chuyện vui vui. Nói chung là đây là chuyện kể vui thôi, chứ cũng Gà cũng thấy Gà cũng quê lắm luôn á. Chứ tại vì kiểu có cái lúc mà bị bắt á, bị kiểm tra xong rồi bị biết là mình bị phạt á, trời lúc nó quê lắm các bạn. Cái cảm giác mà không biết cái gì đau hơn, không biết là kiểu như là bị phạt 60 euro đau hơn hay là cảm giác bị cái chú nó nhìn kiểu ba cái con này cướp vé tàu đau hơn. Nên lần sau hãy mua vé tàu các bạn nha. Ok, video của ngày hôm nay kết thúc rồi. Hy vọng các bạn thích video, nhấn like và subscribe Gali TV nha. Bye bye các bạn và hẹn gặp lại các bạn trong những video sau Gali TV.